10 tháng 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2011-2016 khai mạc kỳ họp thứ 19, kỳ họp thường lệ giữa năm. Dự phiên khai mạc có các đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Lê Quốc Trình, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Quốc Trình nhấn mạnh: Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014, xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và một số báo cáo khác theo quy định tổ chức thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết thuộc các lĩnh vực đầu tư công, tài chính, tài nguyên và môi trường, xây dựng an ninh, nội vụ, y tế, văn hóa thể thao và du lịch. Tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Lê Đoài trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Trong đó các chỉ tiêu kinh tế đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, một số chỉ tiêu cao hơn bình quân chung của cả nước như tổng sản phẩm GDP ước tăng 8,56%, đứng thứ 11 toàn quốc, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14,29%. Tổ chức thành công hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hệ thống đường giao thông, các khu cụm công nghiệp đồng thời tập trung chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận và đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Đến nay đã có 197 trên 204, 96,6% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận huyện Giao Thủy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2023 lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, đạt được nhiều kết quả, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2030 theo tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng gắn với thực hiện đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2013-2015 tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, tạo bứt phá để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm của Trung ương của tỉnh, tập trung các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, tập trung công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, tích cực triển khai kế hoạch về chuyển đổi số tỉnh Nam Định gắn với đề án 06 của chính phủ, tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.